Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị cuộc thi Hoa hậu áo dài phu nhân 2011 sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 11. Mục đích của cuộc thi là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và giới thiệu đến công chúng các trang phục truyền thống của dân tộc, đặc biệt là bà áo dài. Chúng tôi mến mời quý bà cùng ghi danh để cuộc thi thêm phần hào hứng. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Nguyễn Huy Long tại số 425-988-4095.